Lý Hải bị mẹ già quên mặt sau tháng rưỡi quay phim. Bị lâu gặp quá không nhớ giờ mới nói. Trời ơi, mới có một tháng à đi quay phim á, tháng rưỡi. Tháng rưỡi vừa quay về quên mặt luôn hả? Vậy thôi vậy cậu đừng có giận tôi. Đừng có gọi là cậu, gọi là con. Con đúng rồi, con trai út má mà. Vậy là con đừng có giận mẹ nha. Gặp con trai sau thời gian dài bận đi quay phim, mẹ Lý Hải còn xưng hô cậu tui. Đến khi có người nhắc, bà mới sửa lại. Vậy thì con đừng có giận mẹ, mẹ của Lý Hải đã ngoài 90. Anh là con trai út trong nhà có 9 anh chị em. Vì tuổi cao sức yếu, nên mẹ Lý Hải không còn được minh mẫn như xưa. 50 hay gì chính xác rồi, 50.000. 50 là 2 tờ 100. Ôi ơi, hay luôn. Rồi, thôi má giữ đi. Số 1. Số 1. Rồi má giữ đi, tiền của má mà. Thôi, tôi không có biết giữ. Cái làm gì? Tôi giữ là không có còn à. Vậy hả? Vậy đó để dành túi. Để dành túi. Thôi, con đâu có biết xài tiền đâu. Không biết xài còn tiền hả? À, không biết xài tiền. Làm sao cái bụng hả? Kệ đó, có người tao cho tiền cho gạo ăn rồi không cần xài tiền. Con không biết xài tiền. Thậm chí, chỉ vì nam diễn viên bận đi làm phim một tháng rưỡi, không có thời gian gặp mặt, mà mẹ đã vội quên anh. Đoạn video quay lại khoảnh khắc này được chia sẻ trên mạng khiến nhiều người nghẹn lòng. Trong đoạn video, Lý Hải với gương mặt đượm buồn hỏi mẹ mình: má không nhớ con út của má, Lý Hải hả? Lúc này, cụ để chắc hơn mới hỏi lại: út đây hả? Thậm chí, khi được nhắc trước mặt là con trai út của mình, mẹ Lý Hải vẫn bỡ ngỡ và xưng hô cậu tui. Đi tới bây giờ là một tháng rưỡi rồi hả? Vậy thì quên rồi, cậu đừng có giận tui nha. Phải tới khi có người nhắc đừng gọi cậu mà là con thì bà mới thoải mái hơn. Vậy thì con đừng giận mẹ nha. Không nhớ con út má Lý Hải hả? Út này hả? Ờ. Bị lâu gặp quá không nhớ giờ mới nói. Trời ơi, mới có một tháng à đi quay phim á, tháng rưỡi. Tháng rưỡi. Tháng rưỡi. Trước khi mình quay phim mình chạy về đây rồi mà. Chỉ tới bây giờ là một tháng rưỡi rồi hả? Vậy đừng quên. Trước khi quay chạy về rồi. Yeah. Tháng rưỡi vừa về quên mặt luôn hả? Vậy thôi vậy cậu đừng có giận tôi. Đừng có gọi là cậu, gọi là con. Con đúng rồi, con trai út má mà. Vậy là con đừng có giận mẹ nha. Đúng rồi đó, chính xác. Đoạn video sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã khiến cho cư dân mạng không khỏi nghẹn ngào. Bởi theo nhiều người, trong cuộc đời, điều đau nhất đó chính là bố mẹ già yếu đến nỗi không thể nhớ mặt mình. Nhiều người đã để lại bình luận an ủi Lý Hải, mong rằng thời gian tới, rảnh rỗi hơn, anh sẽ dành thời gian nhiều hơn cho mẹ. Không có cái nào buồn hơn nỗi buồn của bố mẹ đẻ, không còn nhớ mặt và tên mình. Chợt nhận ra đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên bố mẹ. Nếu một ngày nào đó, bố mẹ mình cũng quên mặt mình, xưng tui và cậu, chắc mình khóc luôn quá. Nhìn anh gầy, gương mặt buồn rười rượi. Thời gian tới rảnh rỗi, hãy dành thời gian nhiều hơn cho mẹ mình anh nha. Ai cũng sợ sẽ bị lãng quên trong lòng một người nào đó. Nhưng với mình, người mình sợ bị lãng quên nhất đó chính là mẹ mình. Hiện tại, bộ phim Lật Mặt của Lý Hải đang được công chiếu và nhận nhiều về phản hồi tích cực. Được biết, để làm được phim này, nam diễn viên đã bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Vì có nhiều cảnh quay nguy hiểm, nên nếu không cẩn thận, có thể xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Thậm chí Lý Hải cùng với Mạc Đăng Khoa đã có những pha nhớ đời khi thoát chết trên sông. Cụ thể trong phim, có một cảnh quay liên quan đến ngôi nhà được đặt sẵn thuốc nổ. Lý Hải và Mạc Văn Khoa, Võ Thành Tâm có nhiệm vụ phóng ngang tòa nhà đó. Tuy nhiên, khi đến gần mũi tàu chứa kíp thuốc nổ, Mạc Văn Khoa cùng Võ Thành Tâm vì căng thẳng mà khiến chiếc thuyền do Lý Hải điều khiển bị mất lái. Tuy nhiên, nhờ Lý Hải có kinh nghiệm nên pha bể lái kịp thời, giúp bộ ba có màn thoát thân nhớ đời. Lý Hải là một nghệ sĩ đa tài khi tham gia vào nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Không chỉ vậy, anh còn là người con hiếu thảo, người chồng, người cha mẫu mực, khiến cư dân mạng cảm phục. Bạn nghĩ gì về người đàn ông này? Hãy chia sẻ ngay nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!